Anh chị nào thích lo nhiều đường tiếng đâu, bơi vô đây cho em nha anh chị. Đây, chứ mà anh chị đây mới có hàng lại luôn. Đó, SG86 của nhà Azagro hả anh chị. Gồm có bao nhiêu đường tiếng mà em nói nhiều. Đây, 1, 2, 3, 4, 5 và hai bên nữa là tổng cộng có 7 đường tiếng cho mình ha anh chị. Wow, quá đã luôn. Một con bass này không, bass 16 cm ở phía trước nè, và hai con kế bên nữa. Cái này mà anh chị mà để góc tường á, chúng ta nghe được hả, hai người bên thấy không, hai bên tay trái tay phải nghe được nè, người chính diện nghe được nè, không nghe cực kỳ hay nha anh chị. Và đặc biệt là hỗ trợ chúng ta nè, thấy không, đủ chum đủ chép, nên cái này mà anh chị á, chơi được mọi thể loại nhạc luôn, rất là thoải mái. Và kèm theo đó là con SG86 này á, trên thân của nó là bo mạch được chỉnh rất là tỉ mỉ ha anh chị. Trước giờ mà anh chị có theo dõi thì là biết Azagro làm lo là chỉnh bo mạch tỉ mỉ lắm. Như là sẽ có cho mình là âm lượng của nhạc nè, nó chỉnh được chép bass nhạc, và cũng như là chỉnh được echo và chép bass của micro. Đó, dưới đây là còn có hiệu ứng cho chúng ta, là hiệu ứng là echo nè, hoặc là hiệu ứng reverb. Và kèm theo đó là cái hiệu ứng là chống hú, cũng như là hiệu ứng tách lời luôn. Đó, trên đây nè, hỗ trợ có USB, thẻ nhớ. Đó, và cổng này để cho mình kết nối được với là máy tính, laptop, cũng như là TV ha anh chị. Rất là tiện luôn, nhưng mà giờ đây là đang kết nối cùng với lại Bluetooth. Đó, hai chiếc micro đi kèm nè, đây hai chiếc micro. Đó, tiếng nghe sáng lắm, đây liền 6, đó, hay ghê chưa anh chị. Đó, bây giờ là em sẽ test cho chị nghe thử một đoạn trên cái con lo SG66 này, cho chị nghe cảm nhận thử nha. Nhưng mà có sao nó vậy nha anh chị, con này mà chưa nhạc sàn đánh nhạc bass đó thì nghe rất là hay 10 điểm, nhưng mà hát karaoke thì tầm được khoảng là 8 điểm thôi. Đó, cho anh chị nghe thử nha. Bên đâu giạt mây trôi, trốn xa xôi, em ơi đành vắng đời đeo già. Mây trôi chim cát là bạn tính tình cả lời, ngậm mùa tình trâu hai tiếng đời ba bố. Sao chẳng thấy đâu. Sờ sức quá. Này hả, lấy đúng hả, cặp pin nó mới hết pin luôn anh chị, nên là hả nó bị giật giật. Đó, mốt hả thay cặp pin mới mới được. Đó, anh chị nào mà sử dụng mình nhớ nha. Thì nó hát được khoảng liên tục 3-4 tiếng thì mình hát hết pin là mình thay giúp em. Không là nó bị tình trạng là lúc có lúc không như vậy nè. Đó, anh chị nhớ nha. Đây, pin tiểu pin nhỏ nè. Đó, pin này nó hết rồi, hết pin này nó bị cà giật. Đó, anh chị nào thích cái con mà SG66 7 đường tiếng này á, có 3 màu cho mình chọn luôn, thì mình cứ nhanh tay mình comment xuống phía dưới cho mấy gấu biết, để mấy gấu tư vấn cho anh chị nha.